Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay điện máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu các bạn một chiếc máy cắt cỏ, xới cỏ đeo lưng của Mitsudama. Hàng của Mitsudama là công nghệ của Nhật Bản này, Japan đây. Đấy, có mã là PL430 nhá. Con này thì là nó có công suất là 1,3 kW này. Đường kính xi lanh là 40 mm, dung tích xi lanh của nó là 43cc. Thì nó là một chiếc đeo lưng, thì đây là cái cần nối của nó. Nó sẽ hầu như sẽ đầy đủ phụ kiện cho đi theo. Đây là một phụ kiện này, cái này chúng ta bộ xới cỏ này. Tiếp theo là một con dao cắt cỏ. Tiếp theo nữa là một cái xới xoáy nhỏ, xới ngôi sao nhỏ ở dưới. Tiếp theo nữa là cái đầu bò cắt cỏ của nó. Đây, cái đầu bò cắt cỏ của nó đây. Đó. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn là cho các bạn là lắp nó, và con này lắp nó cũng đơn giản thôi. Ở đây bây giờ chúng tôi sẽ là hướng dẫn quý vị lắp, và trước tiên là sẽ hướng dẫn là lắp cái bộ sạc cỏ này vào cái máy. Đây, anh cầm mình lắp bộ sạc cỏ này vào đi. Đây. Nó có các bạn, nó có cái đường ren với lại cái ốc của nó đấy, các bạn chỉ việc đúc vào thôi. Rồi xong các bạn, xoay dí vào đây. Xoay bàn ốc vào là xong. Rồi đấy. Đấy. Xoay bàn ốc, con ốc bên nữa này. Ok, giờ chúng ta sẽ lắp cái đầu dây mềm vào cần. Rút cái đấy ra. Rồi. Đấy, tiếp theo chúng ta lắp lốt cái đầu bên này vào đầu cái máy cắt cỏ này. Đấy. Đấy, đúc vào toàn là cái lỗ này, kéo lên làm sao mà cái để cái chỏi này nó phải tụt tòi xuống này, nó rơi đúng cái lỗ của nó này. Tiếp theo rồi lắp dây ga này. Đấy, dây ga đây, tháo cái bộ ở ngoài ra, tháo nút cái ốc này ra này, sẽ đúc cái dây ga vào, đặt xoay vào. Đây. Tay che vào rồi. Rồi đấy, các bạn nhìn nhá, vào đây này. Đấy, các bạn làm sao quay cái dây ga nó tỏi vào như này là chúng ta là đủ. Đấu rồi này, xong đấu rồi này, là cứ dây màu nào ta đấu với màu đấy. Đấy, đỏ với đỏ, đen với đen. Xong ok, đấy chúng ta lắp, đấy là đơn giản như vậy thôi. Đây chúng tôi đã pha sẵn xăng 2 thì đây rồi, chúng ta đổ vào để khởi động test cái máy này. Anh đổ vào đi. Bơm. Chúng ta đổ vào xong nó có cái núm bơm xăng ở dưới này, đấy. Đúng bơm xăng này, chúng ta bơm xăng lên đã nhé. Đó.
giật cái vải này. Toàn cách quy trình và để chúng ta khởi động mới lắp tất cả các bộ phận của cái máy này, rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn muốn mua cái máy này thì gọi điện thoại đến số máy ở trên màn hình nhé.